Cho Ly chào cả nhà mình ha. Tại tự nhiên ông cầm cái không ngủ được, cái ông gọi. Thì đúng rồi, ngủ cũng được, tức quá. Bố, bây giờ con nói dây nè bố, con nói dây nè. Tại vì á là cái ông Hồng Phúc á, ông Nguyễn Hồng Phúc đó bố. Ổng mỗi cái là ông soi về Việt Nam. Thì bây giờ vậy nè, ở đâu nó cũng có cái xấu cái tốt, tất nhiên là ai mà không biết, người ta nói nước Mỹ là sợ cái gì cũng là số 1 thế giới đúng không? Thì có nhiều 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 cái thì Việt Nam mình thua Mỹ, nhưng mà cái mà bây giờ mà rõ ràng là đời sống, những cái về về văn minh, rồi về về đường xá, rồi về luật pháp nghiêm minh nọ kia đó, thì ở bên Mỹ con công nhận là hơn, nhưng mà về cái đời sống của người dân nói chung á, phần thì họ con thấy là hiện nay đời sống của người dân ở Việt Nam á, nếu mà nói mà để mà cái thoải mái á, thì con thấy người ta nói là ở Việt Nam hơn, có không bố? Đúng rồi, về tinh thần thì Việt Nam thoải mái hơn. Nó có Đúng những rồi. cái nguyên nó có những nguyên nhân như vậy là bởi vì cái nước Mỹ này nó là công nghiệp hóa đã từ lâu. Vâng. Công nghiệp hóa từ lâu. Cho nên vì chỗ đó thành ra nó có những cái mặt ưu điểm, nghe không? Nhưng mà nó ngược lại thì nhưng mà khi nó vỡ ra giống như bây giờ thì nó đang vỡ ra, thế kia nó kia là nó bị bể trận đó, nó một cách nôm na là bể trận đó. Cho nên vì chứ thành ra nó sẽ loại ra những cái mà nó khuyết điểm nhiều lắm, nhưng mà nói gì thì nói về cái nước Mỹ thì nó phát triển quá lâu, 200-300 năm rồi, cho nên đương nhiên nó phải tốt hơn Việt Nam mình rất là nhiều về vấn đề khai khẩn, về vấn đề hạ tầng cơ sở thì đương nhiên nó Yeah. chắc hơn rồi, cái điều đó là mình không có phủ nhận được. Nhưng mà ở Yeah. nước mà khi người ta đi làm vô mà công nghiệp quá liên tục á, thì con người ta nó trở thành máy móc, và Yeah. chỗ máy móc á, cho nên vì chỗ đó của người ta đối xử với nhau nó không có tình cảm và nó chỉ có Yeah. vấn đề mà thôi. Đó là một Bố lần. mới 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 có cái vụ bắn chết người mấy người nữa hả bố? Đúng rồi, đúng rồi, ba người nữa tất cả mà rất là thê thảm, nghĩa là bắn bắn người mà con người ta không có vũ khí tự vệ, mà người ta không có gọi là gì. Có một anh chàng da đen thì bị hai thằng ba thằng cảnh sát nó hỏi giấy tờ cái gì đó thì nó bận quần sọt áo thun không mang vũ khí, thì kêu nó đứng lại, nó không chịu đứng, nó chung vô xe, nó mới mở cửa xe ra tụi kia làm 7 phát Cái luôn. đó con có à, cái đó con có thấy mà thấy thấy mới chung vô xe là ông cảnh sát rí súng bắn Thiệt. luôn tại xe ô tô, mà thấy hình như vợ hay là gì có người con gái ra đứng kiểu như là thấy vậy rồi kiểu như la làng lên á. Trong cái xe nó có ba người con của nó thì Ờ à. nó khổ nổi cái bây giờ, nhưng mà nó có cái sự bất ổn chính trị, đó là vấn đề bất ổn chính trị của trong cái mùa bầu cử, nó rất là phức tạp mà mình không có thể nào nói, bởi vì cái chính trị mà nó muôn màu muôn vẻ và nó lật lọng, có nghĩa là nếu mà nó không có lật lọng thì nó không phải là chính trị của Mỹ. Chính trị của Mỹ rất là phức tạp. Yeah. Trong các báo đài của người Việt mình á, những cái đài CNN, những cái đài BBC, những cái đài máy thì họ vẫn chê trách ông Trump, thì ông này thật Yeah. này là ăn lần xem, nói chung là ông này là coi như chê đủ mọi thứ luôn, kể cả ông chẳng có bằng đại học con mẹ chân trời, ông có bằng đại học ông cũng phải đi mua, nói chung là nó đại khái là ông gian xảo từ A tới Z, kể cả gia đình của ông rồi cô ông, rồi Yeah. ông cũng viết sách để mà tố cáo ông, rồi nói chung là tất cả những người thân cận cứ họ đều bỏ ra đi hết, họ đều bỏ ra đi hết. Nhưng mà có một cái điều như vậy, có nghĩa là nó quá chiêu, nó quá ngược, nó ngược đời, là những người mà khi mà ăn ổng ăn nói thì trước sau bất nhất, nó một cách nôm na ổng Yeah. không có lề lối con mẹ, ông thích là ông nói, mà ông nói rất ư là những cái, nhưng mà nó khổ nổi cái người dân Mỹ họ lại cuồng Trung, cuồng một cách rất ư là nó làm sao mà mình không hiểu nổi, bởi mỗi mình phải nói là cái nó sự tự do quá trớn, mà cái đầu óc của nó làm sao mình không hiểu nổi. Nó có ổng có những phát ngôn mà rất là gây sốc, thí dụ như trong cái xe thì ổng nói cái gì, cái gái gú này cái lần xong rồi ổng nói mò chim mình gì tùm lum bla, đại khái tụi bay không mò ta mò tùm lum, đại khái cương quyền của một người lãnh đạo thì không có cho phép là mình nói những cái câu hoặc là những cái từ ngữ hoặc là những cái gì mà nó
mình nói là vô nhân học thì chẳng có nhân cách con, không có nhân cách con mẹ gì chứ. Bố ơi, con thấy mấy người tuổi bố bây giờ về Việt Nam sống nhiều lắm. Thì đúng rồi, ai cũng vậy thôi, đối với riêng cái người Việt Nam mình thì ai cũng vậy chứ, nhưng có cái điều người ta không có nói, còn mà tại vì người ta không phải là cái người mà lên cái cộng đồng mạng này thường xuyên đặt cạc cái bố, là tại vì bố lên rồi cho nên ra đúng ra bố cũng không có nói gì đâu, nhưng có cái điều tại vì lỡ rồi, có nghĩa là người ta biết mình rồi cho nên ra vì đó thôi kệ đi, coi như lắm nó đúng ra là mình cũng không có làm gì sai cho đất nước mình, ra mình cứ mạnh dạn mà nói những cái điều sai trái bên này để mình chống lại đám mà coi như nó nhìn về cặp mắt mình bằng cái sự sai trái. Chẳng hạn như một cái ông phó thị trưởng của cái tiểu bang California đó, đám dân chủ đó, ông chỉ khen Việt Nam mình một câu rồi thôi, bắt đầu đêm vô nó mổ, nó sẽ làm tùm lum nó rồi, nó tư thế rõ ràng đó. Nói như vậy thì chứng tỏ là ở đây nó đâu có vấn đề tự do ngôn luận đâu. Tại vì anh nói mà được. Con nói, con có nghe rồi, con có nghe cái vụ mà ông phó gì của quận Cam đó, ông ấy ca ngợi Bác Hồ. Mà vừa ông vừa ca ngợi Bác Hồ xong thì cái con nhỏ gì Janet Nguyễn gì đó nó thách thức con kia là có dám giống như kiểu là phản đối với ông đó không, nếu mà không dám phản đối thì coi như là cùng quan điểm với ông, có nghĩa là cũng đồng ý với ông cái việc mà ca ngợi Bác Hồ. Đấy là cái con Janet Nguyễn gì đó, nó nói là bố nó là chiến đấu dưới lá cờ vàng cho Việt Nam Cộng Hòa rồi thế nọ thế kia. Nó chiến đấu kể cha nó chứ, nó chiến đấu cho tay sai, bây giờ nó không biết nhục, nó lại còn đưa khoe ra nữa. Nói chung là cái xứ này là người ta thường thường người ta nói khi xứ Mỹ là tự do ngôn luận nè, tự do phát biểu nè, rồi tự do dân chủ nè, nhưng như vậy thì nó đã ánh lên một cái vấn đề người ta nhìn ở nước Mỹ này đâu có được quyền tự do ngôn luận đâu, con thấy rõ ràng không đó, khi mà mình nói đúng là mình là tự nhiên là người ta đè đầu mình ra người ta chửi là khó rồi vậy đó. Đó là vấn đề, đó là những người mà những người à, con nghe thằng gì nửa vòng trái đất đó, bố thằng gì mà chủ kênh nửa vòng trái đất á, nó điều nói đấy. Câu dày nè, nó nói là cái từ ý là đại khái là cái câu mà nhắc đến ông Hồ á, là nhắc đến ông Hồ là giống như là cái điều cấm kỵ á bề nó. Ủa, cái người nào mà không nhắc được, như ở Việt Nam bọn con muốn nhắc ông Diệm, muốn nhắc ông Thiệu, muốn nhắc ai, nhắc có ai động tới đâu. Thì đúng rồi, thì bởi vậy bố lúc rồi mới nói rồi, nói về tự do dân chủ hoặc nhân quyền thì tao thấy người Việt Nam mình hơn hẳn, nói thẳng một cách hơn hẳn. Chào Cao Hoàng Lan ha. Trời ơi, nó không phải tao em đâu. Chào chị Cao Hoàng Lan. Khuya quá, anh không có ngủ được, bác không ngủ được, bác tự nhiên sao bữa nay nó kỳ quá, nó không ngủ được, rồi thôi cái tao đói bụng quá xuống đây làm một tô mì gói thế thôi, chúng nó ăn tao ghét tao lên like là lý do tại sao biết không? Bây giờ tao biết ở trong Việt Nam mình, ở Việt Nam mình nó đang nhậu tè le tắc lét, còn tao đây tao ăn mì gói là tao thấy tao ghét rồi. Năm mà con ở Hà Nội á bố, cái năm cách đây mấy năm mà họ cách đây hơn 20 năm mà con đang sống ở Hà Nội ấy, mà ngày lễ Quốc khánh này á là nhà con á là ở quận Hoàng Mai, là cách Lăng Bác khoảng mấy cây thôi, nhưng mà muốn đi lên để coi lễ 2/9 ở ngay khu quảng trường Ba Đình đó là chỉ đi lên được một nửa đường thôi, chạy xe lên là gửi xe ở trong bệnh viện Bạch Mai á, xong rồi là tới bệnh viện Bạch Mai, coi như cách Lăng Bác còn xa lắm, còn 4-5 cây á, nhưng mà là kẹt cứng rồi, người đông cứng không đi được, là lúc đó là chỉ giống như là bố đi coi bắn pháo bông vậy đó, tức là phải gửi xe rồi đi bộ lên chứ không có ấy được, nhưng mà năm nay dịch bệnh thì người ta không có như mọi năm. Đúng rồi, đó là chắc chắn, còn đâu có phải như Mỹ đâu. Mỹ thì bên phía ông Trump thì nói mà bên phía dân chủ nó xạo, đâu có phải gì cứng. Ôi rồi rồi, bố nhớ tới ông Trump, con nhớ có cái clip mà có mấy bà mà phản đối cái vụ mà đeo khẩu trang á bố, con nói trời ơi sao ở Mỹ mà đầu óc của mấy bà đó sao còn thành ơi, con người ta nó khổ cái gì là khổ cái mấy này, bà đó là cứ tin vô ông Giê-xu không à. Cái phe ông Trump thì không đeo khẩu trang, còn cái phe dân chủ thì suối người ta đeo khẩu trang, còn cái phe ông Trump thì không đeo.
hai bên nó có hầm bà lằng sắn cấu với nhau, coi như là nó đã vậy thôi, đã không đeo khẩu trang còn xuống đường biểu tình nữa rồi Đó. đủ thứ, bởi vì cái dịch bệnh nó càng lây lan. Nghe nói Washington DC nó lại đóng cửa rồi, không biết phải không biết nữa, có nghĩa là nó đã mở ra rồi, nó mở ra rồi cho ta buôn bán làm ăn sơ sơ rồi bao nhiêu phần trăm rồi, bây giờ nó mở ra trường học vậy, mở ra cho con ta đi học không được có một buổi à, mười mấy 20 mạng vô dính liền, bởi vậy đóng rồi, đóng đóng cửa trường trở lại khổ vậy. Trường con là mùng 7 này là đi dạy trở lại này, nhưng mà mỗi năm á, là làm lễ khai giảng, nhưng năm nay không làm. Đúng rồi, Năm nay là do đi dạy luôn chứ không có làm. không mà làm đứng gần nhau là không được, khổ vậy. Dạ. Thì thôi ok, Chỉ để có mời điều dạy nè bố, con muốn nói dạy nè, cái dục. sao Đó vừa rồi con có coi mấy cái like mà mấy cái like của cái, mấy cái video của một em đó, người Tây Ninh mà em nó đi quay mấy cái người ở bên Mỹ á, dạng như mất giấy tờ rồi mà rồi không có nhà ở, rồi ở trong những cái chòi, rồi ở ngủ trên những cái ghế ở hành lang đó bố. À, thì cái ở bên đó thì con không biết cái số lượng những người như vậy có đông không, nhưng con nói thiệt bố, ở Việt Nam bây giờ cái tình trạng mà nó không có nhà là hiếm lắm bố. Họ không cái những cái đúng người rồi mà nếu mà thì nếu mà có những người mà ngủ hành lang á, là những người đó ví dụ như cũng là giống như cũng ở bên Mỹ, giống như người là người có không bình thường về thần kinh. Đấy, họ bỏ nhà, họ đi lang thang, rồi người thân họ giống như kiểu không quan tâm, hoặc là có khi họ trốn nhà, họ đi, họ trốn bệnh viện, họ đi không ai biết, hoặc là có những đứa trẻ nó đi bụi hết bố. Đấy, chứ không phải là cái, còn cái tình trạng mà nói thất nghiệp rồi ra đường ở là ở Việt Nam không có, tại vì ở Việt Nam người ta không có nhà, người ta ở ở quê ra thành phố mà không có việc thì người ta về quê, nên người ta cũng không đói, không khổ, không 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 bị ra ở ngủ ngoài đường. có một con nhỏ tên là Phượng Kali, chuyên môn chắc ở Kali chắc, nhưng mà Đấy, nó có nhỏ nói đó chung đó. vô ngày hôm qua hôm kia thì cũng vô tình thì thấy nó quay hai mấy nhiều lắm, nó quay nhiều lắm, nhưng mà có điều là mình chỉ lấy những cái tiêu biểu thôi, thì có những người Việt mình mà bị sống homeless á, và họ tao hết hồn, mới quay tao hết hồn, tao tưởng đâu ở dưới An Giang hay là Kiên Giang gì tao đi làm À, cá, đó đó, không trời ai ơi, tin được là ở Mỹ. nói chung là cái đó không ai tin được, cái đó là ngay bây giờ nghe người ta nói là bây giờ Việt Nam không bao giờ có tình trạng đó xảy ra, Không không có ai có bố, không tin luôn có. Mà đấy. dày nữa nè, con nghe dày nữa nè, con nghe một cái clip của một anh cũng làm YouTube, anh nói dày nè. Ở bên Mỹ á, là ví dụ như dày mới được xếp người nghèo nè. Ví dụ như là nếu mà Nói bố này nghe không có bố con xuống đi, sao nhiều người đợi lên quá nè, rồi con à, xuống này. để con xuống nha. Ok. Bố à, bố à, bố con nói mới cũ thôi, con xuống con nghe cũng được. Không phải đâu, buồn quá tại tao Con giỡn á, chứ con giỡn á, để cho mọi người lên đông đông vui vui, hôm nay lễ mà nói chuyện đông vui cũng thích mà. đúng Con rồi. giỡn, nhưng Rồi mà nó chung quy lại là bố à, bố à, chung quy lại là bố là gì, bố là có trăng quên đèn, nói đại vậy đi. tạm. Bye bye ông già. Đây này. Con xuống bằng cách nào? Trời ơi, rồi tay tao cho mày xuống.